xin chào anh chị đây là video trong series hướng dẫn anh chị cách thức kết hợp cửa hàng kinh doanh bảo hiểm trực tuyến tại big family vào nền tảng facebook để gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng và mở rộng nguồn khách hàng mới mục tiêu của chương trình này là giúp một nhà tư vấn bảo hiểm trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp độc lập và gắn bó lâu dài với nghề tư vấn trong video này tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách thức thiết lập các tính năng trên fanpage bao gồm tạo dịch vụ tạo sự kiện tư vấn bảo hiểm và cách đăng sản phẩm bảo hiểm lên market của facebook bây giờ chúng ta cùng thực hành anh chị nhé đầu tiên anh chị cần kiểm tra xem là phần dịch vụ của trang đã xuất hiện tại phần xem thêm hay chưa nếu chưa có thì anh chị cần vào trong cài đặt trang để lấy ra trong màn hình cài đặt trang anh chỉ chọn mẫu và táp, sau đó chọn vào phần dịch vụ để cho xuất hiện ra bên ngoài là được. Bây giờ chúng ta đã thấy rồi à? Anh chị hãy chọn vào đây để chúng ta bắt đầu đăng dịch vụ tư vấn, bảo hiểm lên nhé. Anh chỉ chọn vào thêm dịch vụ, màn hình xuất hiện. Tên dịch vụ thì anh chỉ có thể ghi tùy chọn. Ví dụ là tư vấn, bảo hiểm giáo dục. Hoặc bảo hiểm hưu trí. Giá thì có nhiều hình thức. Anh chị có thể ghi hoặc không ạ. Tiếp theo. Phần mô tả. Anh chị hãy ghi đôi nét về sản phẩm mà anh chị đang muốn tư vấn nhé. Anh chị có thể lên trang Big Family để lấy ý tưởng và ghi vào đây nhé. Phần này anh chị ghi ngắn gọn thôi ạ vì mục đích là để thu hút khách hàng và sau đó khách hàng sẽ vào trang cửa hàng kinh doanh bảo hiểm trực tuyến của anh chị tại Big Family để xem chi tiết về sản phẩm và đăng ký tư vấn ạ. À. cho nên khi đăng dịch vụ trên trang fanpage anh chị đừng ghi quá dài vì như vậy sẽ giảm sức hút đối với khách hàng đấy ạ. À. anh chị có thể chọn thời gian hẹn và xác nhận cuộc hẹn với khách hàng tại đây nhé. bây giờ để dịch vụ của chúng ta trông thu hút hơn trong mắt khách hàng thì anh chị hãy vào kho tranh của big family cung cấp miễn phí chọn bức tranh phù hợp để đăng tải nhé tranh tại big family thiết kế dành riêng cho ngành bảo hiểm và chuẩn định dạng facebook nên anh chị rất dễ sử dụng ạ anh chị chọn thêm ảnh. Và lưu lại ạ. À. Như vậy là chúng ta đã đăng xong một dịch vụ về bảo hiểm tại fanpage rồi đó ạ. À. Anh chị có thể vào phần thêm dịch vụ để đăng thêm nếu cần nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ vào phần sự kiện anh chị nhé. Đây là phần anh chị có thể lên lịch hội thảo khách hàng. Chương trình tư vấn trực tuyến để mời khách hàng tham dự đấy ạ. À. Anh chị hãy ghi tên sự kiện thật thu hút nhé. Và chọn thời gian diễn ra sự kiện tại đây ạ. À. Phần mô tả Anh chị hãy mô tả chi tiết về sự kiện khách hàng tại đây. Nội dung càng chi tiết càng tốt anh chị nhé. Hạng mục Anh chị chọn xã giao Network Y. E. Và bấm tiếp tục. vị trí thì anh chị ghi vào địa chỉ sẽ tổ chức sự kiện nhé. Bây giờ anh chị lưu lại và tiếp tục. Lúc này chúng ta cần có hình ảnh của sự kiện. Anh chị hãy vào đường link của kho tranh mà Big Family đã gửi trước đó để chọn ra hình ảnh phù hợp với sự kiện này nhé. Các hình ảnh của Big Family thiết kế là dành riêng cho ngành bảo hiểm và theo chuẩn định dạng của facebook nên anh chị sẽ rất dễ dàng để sử dụng ạ à. anh chị lưu lại và hoàn tất sự kiện nhé. màn hình sự kiện hoàn tất xuất hiện. anh chị có thấy là trong màn hình này có phần thảo luận không ạ? đây là phần giúp anh chị tương tác với khách hàng trước khi họ đến sự kiện. anh chị có thể đăng các bài viết cùng chủ đề sự kiện vào đây để khách hàng có thể xem trước. Ví dụ nếu sự kiện là về bảo hiểm giáo dục. Anh chị đăng sản phẩm bảo hiểm giáo dục của công ty mình lên đây và đăng thêm chi phí giáo dục lên đây để khách hàng hiểu rõ hơn về việc nên chuẩn bị quỹ học vấn cho con càng sớm càng tốt. Tiếp theo, anh chị hãy thêm sự kiện này vào trang fanpage của mình nhé. Như vậy thì bạn bè hoặc bất kỳ ai vào trang sẽ nhìn thấy sự kiện này họ có thể tham gia hoặc mời người khác giới thiệu người khác cùng tham gia đấy ạ à. trong sự kiện của anh chị đã tạo để tăng thêm tính tương tác và tạo điều kiện để khách hàng đăng ký tư vấn sớm hiểu sản phẩm rõ hơn trước khi đăng ký anh chị hãy gắn đường link cửa hàng kinh doanh bảo hiểm trực tuyến của mình vào nhé anh chị vào chỉnh sửa sự kiện chọn phần thêm liên kết đến vé sau đó copy đường link cửa hàng kinh doanh bảo hiểm trực tuyến của anh chị tại Big Family và dán vào đây ạ. À. Anh chị chọn cập nhật để lưu lại nhé bây giờ khách hàng có thể dễ dàng vào trang cửa hàng và tương tác với anh chị rồi đấy ạ à. rất tiện lợi phải không anh chị anh chị có biết không nhiều khách hàng đang có sẵn nhu cầu có thể trực tiếp tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm trên cửa hàng của anh chị xem thật kỹ các thông tin về sản phẩm và sẽ chủ động nhắn anh chị liên hệ tư vấn đấy ạ à. như vậy là chúng ta đã hoàn tất phần tạo sự kiện tư vấn bảo hiểm rồi đấy ạ à. anh chị có thể xem sự kiện trên trang fanpage của mình và chia sẻ vào các nhóm chia sẻ cho bạn bè để có thật nhiều khách hàng tiềm năng tham gia sự kiện tư vấn bảo hiểm của anh chị đấy ạ à. bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá thêm một tính năng thú vị nữa trên facebook anh chị nhé với tính năng này thì anh chị có thể chia sẻ dịch vụ của chúng ta đến với nhiều khách hàng hơn đấy ạ à. Đó là tính năng Market của Facebook. Tính năng này giống như là một cái chợ hay siêu thị trên nền tảng Facebook. Anh chỉ chọn vào biểu tượng của Market Place trên cùng của trang fanpage nhé. Màn hình giao diện của trang xuất hiện. Anh chỉ chọn mục tạo bài niêm yết mới nhé. Anh chỉ chọn mặt hàng cần bán. chọn một hình ảnh về bảo hiểm tại kho của big family ạ à. tiêu đề anh chị hãy ghi theo cách dễ hiểu nhất nhé ví dụ bảo hiểm đầu tư bảo hiểm giáo dục giá thì anh chị tùy chọn hạng mục anh chị ghi là hộ gia đình thương hiệu anh chị hãy ghi tên công ty bảo hiểm của mình vào đây nhé. Màu sắc thì anh chị bỏ qua. Phần mô tả. Anh chị hãy ghi thật lôi cuốn và dễ hiểu nhé, để khách hàng khi xem bị thu hút và vào trang cửa hàng bảo hiểm đăng ký dịch vụ anh chị nhé. anh chị bấm tiếp tục. Lúc này màn hình sẽ hiện ra phần niêm yết công khai dịch vụ này trên marketplace và gợi ý cho anh chị niêm yết trong các nhóm. Anh chị có thể chọn các nhóm phù hợp để đăng chung nhé. Anh chị nhớ là không chọn quá 5 nhóm, vì chọn như vậy Facebook sẽ đánh dấu spam và gỡ bài đăng đấy ạ. À. Chúng ta chỉ đăng tại một vài nhóm liên quan là được ạ. À. Vì mỗi nhóm cũng đã có từ vài ngàn Đến vài chục ngàn thành viên, nên lượng tương tác của anh chị đã rất cao rồi ạ. Tiếp theo, anh chị chọn đăng và hoàn tất một sản phẩm tại Facebook Marketplace. Như vậy là chúng ta đã thực hành qua 3 phương pháp giới thiệu dịch vụ bảo hiểm đến khách hàng tiềm năng rồi phải không ạ? Đây là cách thức hiệu quả để anh chị quảng bá dịch vụ tư vấn của mình đến khách hàng trên nền tảng Facebook thông qua cửa hàng kinh doanh bảo hiểm trực tuyến tại big family anh chị biết không rất nhiều triệu phú trên thế giới đã và đang làm nghề tư vấn bảo hiểm và họ làm rất lâu năm rất chuyên nghiệp họ luôn xác định để thành công thì sẽ đầu tư thật nhiều kiến thức và kỹ năng cho bản thân mình big family hy vọng rằng với những video miễn phí này của chúng tôi sẽ giúp anh chị dễ dàng xây dựng thương hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp trên nền tảng số và trở thành nơi tin cậy để khách hàng giao phó những kế hoạch tài chính trọn đời anh chị hãy đón xem thêm các video khác trong series này của big family nhé cảm ơn anh chị rất nhiều